Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì quý vị sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những tin tức mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Phạm Hương bị tố đạo văn của sao quốc tế khi khoe con trai. Cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra được nguồn gốc của dòng chữ tiếng Anh mà Phạm Hương vừa chia sẻ vào vừa qua. Thông tin Phạm Hương có con đang chiếm sóng các diễn đàn và giờ đây lại có thêm vấn đề đạo câu nói trong tâm thư. Vừa qua, người đẹp gốc Hải Phòng đã khiến các fan sốc tâm lý khi công khai chuyện mình đã được lên chức là mẹ của cậu con trai tròn 1 tuổi vào ngày Giáng sinh 2019. Người hâm mộ ngỡ ngàng vì họ đang mong đợi cô chữa bệnh và sớm quay lại với nghệ thuật, nào ngờ sau chuyến đi dài ngày này lại có thêm thành viên mới. Bên cạnh câu chuyện khoe bé Maximus thì mới đây, cộng đồng mạng lại soi kỹ vào những dòng chữ tiếng Anh mà Phạm Hương viết cho con trai khi nàng hậu dùng bao lời đẹp ngọt ngào cảm ơn vì sự xuất hiện của nhóc tì, thì mọi người lại phát hiện ra cô copy toàn bộ câu nói của một siêu sao nổi tiếng. Nội dung chính của hai status gần như giống đến 90%, Phạm Hương chỉ thêm một vài chữ và biểu tượng, chính có lẽ đó là công chúng nhanh chóng tìm thấy sự trùng hợp thế này. Hiện tại chân dài vẫn chưa lên tiếng về các tranh cãi liên quan đến sự việc cô đạo văn. Cận cảnh gương mặt con trai của Phạm Hương, dù công khai thông tin mình đã có em bé, nhưng cô chỉ chia sẻ bức ảnh bé diện trang phục ông già Noel, chụp từ phía đằng sau và không để lộ bất cứ đường nét nào trên gương mặt con. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 24 giờ đồng hồ thì cận cảnh diện mạo của bé cũng đã được xuất hiện trên các diễn đàn. Cậu bé cười rất khoái chí, thả ga hết cỡ trong vòng tay mẹ. Trong khi đó, Phạm Hương cũng lộ rõ sự hạnh phúc mãn nguyện khi hạ sinh được một nhóc tì đáng yêu và bụ bẩm như thế này. Khi thấy có nhiều tranh cãi xoay quanh vấn đề chữa bệnh sinh con làm mẹ nhưng lại giấu kín với khán giả thì phía Phạm Hương cũng có phát ngôn chính thức. Cụ thể, đại diện người đẹp cho hay, thời điểm đi Mỹ, cô chữa bệnh tuyến giáp và đồng thời dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Con cái có được là duyên trời, suốt thời gian qua, cô không chia sẻ về thông tin mang thai hay sinh con là để tâm lý thoải mái nhất cho việc làm mẹ. Cô không muốn ồn ào đời tư ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần cũng như sự nghiệp đang theo đuổi. Thời điểm hiện tại, cô thấy đủ để khoe với mọi người về đứa con đầu lòng mà cô hết mực yêu quý.